Xin chào toàn thể quý vị khán giả theo dõi kênh Đặc sản miền quê xứ lạ YouTube. Hôm nay đại lý Quang Quyền nên mâm đủ món lợn rừng cho đơn vị liên hoan với chất lượng thơm ngon bổ dưỡng chu đáo nhiệt tình. Anh chị em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại 0972 883 332, tất hành để phục vụ. Qua sự trình chế biến thì lợn đã được tôi rơm rất là ngon, chất lượng thịt tỏ ngọt bì sòn. Hôm nay đơn vị là tổ chức liên hoan cho các đồng chí gia quân, thực đơn là 10 món cho một mâm: nướng, hấp, xào năm rửa mận, tay chanh, lòng dồi, canh xương, hạt sen, cháo đậu xanh, rau sống thập cẩm, và nước chấm, mắm hành, tương bần, bún bánh hoa quả tráng miệng, đầy đủ trên một mâm. Với tinh thần phục vụ từ A đến Z tại mâm, quý khách thì có thể lựa chọn với thực đơn đầy đủ lợn, dê, đặc sản các món. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Để được phục vụ tốt hơn thì quý khách vui lòng liên hệ với số điện thoại đã được cung cấp. Quý khán giả nhớ đăng ký kênh và thả tim cho mình nha. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.